Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục clip hôm nay thì em quay chi tiết về con Amly đàn ông 2000 AE. Thì con này là con em về tối ngày hôm qua, nên không có đăng cho anh em. Nhưng mà sáng nay thì em cũng tranh thủ làm luôn cái clip quay chi tiết nội thất của em nó. Thì khoảng 2-3 ngày trước thì em có đăng một con ha, đã bán rồi. Suzuri đuôi hình như là 15 đuôi. Đã bán về Đà Lạt, Lâm Đồng Đà Lạt anh em nhé. Thì hôm nay tiếp tục là một con nữa, 2000 AE, cũng đẹp len ken, đẹp như mơ, không một tì vết anh em nhé. Đấy, cho anh em chơi, lưu ý ha. Anh em xem nhé, em quay chi tiết luôn nha. Không một vết nào cả anh em nhé. Đẹp ngất ngay luôn. Đây, em xem nha. Lưng bọng là không cắn mớp, không trầy xước gì luôn anh em nha. Đây, cái cần xem của anh em thấy không? Chân rắc này, vàng ghế, đẹp như mơ anh em nha. Đó, rất đẹp luôn. À, đây là các cái rắc đầu vào này, anh em thấy không? Số series là 4432, 4482 anh em nha, 4482. Mắc in ra bằng 275W, điện 100V, chạy thấp nhất là 4 ohm và cao nhất là 16 ohm. Anh em thấy ha, rất là ok, đẹp tuyệt vời, không có một vết nào luôn, cái đít cũng vậy ha. Đây, đẹp như mơ. Thì mấy con này em test nhiều rồi, chủ yếu là em quay để cho anh em chốt thôi, xem ngoại hình của em nó nữa thôi, chứ ngoại hình nội thất thôi chứ mấy con này không có gì để bàn nữa anh em. Đây là cái nắp lưng của nó anh em nè, nắp lưng nó em kiếm một vết cũng không ra nè. Nó đẹp tuyệt đối luôn cho anh em nha, đẹp tuyệt đối luôn. Đó, anh em xem nha. Rồi, và tới cái phần nội thất bên trong như mới nè. Đây anh em xem nè, đẹp như mới luôn. Khác ngóc cách nè, bụi gần như không có luôn, quá đẹp luôn nè. Đấy, nè, tụ nè, em thấy không, tuyệt vời luôn nè. Chân cái bo mạch này sáng tròn đó, đẹp khủng khiếp, đúng là đẹp như mới, mình nói như vậy đó em nha. Chứ con này thật ra nó cũng mười mấy năm rồi, đâu có ít đâu nè. Mười mấy năm rồi mà còn quá đẹp như thế này thì không có gì để bàn. Máy cực đẹp luôn đó, và giá nó cũng là 18.500.000 anh em nha, giá nó vẫn là 18.500.000. Chuyển đủ tiền em bao ship luôn cho anh em nha. Còn em nào muốn ship cọt thì hãy chuyển trước giúp em 20%, và em sẽ không bao ship ship cọt. Tương đối con này anh em chuyển trước cho em khoảng 3 triệu thôi là em đã cho lên đường nha. Nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán và trả luôn phí ship cho bưu điện. Đây là số series của nó, 4482 anh em nha. Còn 15 thì em đã bán rồi, 8815 thì phải. Đó, còn có một con duy nhất này thôi, máy đẹp len keng luôn. Đó, anh em nào yêu thì phone ngay cho em nha, có một con duy nhất anh em nha. Rồi, tới đây em cũng xin kết thúc clip anh em nha. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm.